đến với Medlatech, quý khách sẽ được hưởng đầy đủ các dịch vụ tối ưu nhất. Giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Một địa chỉ uy tín giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình bạn. Đến với Medlatech, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm luôn đặt tiêu chí chất lượng thăm khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân lên hàng đầu. Quy trình xét nghiệm và chẩn đoán đạt chuẩn quốc tế ISO 15189, ISO 9001. Cho ra kết quả chính xác và nhanh chóng. Bệnh viện Đa khoa Medlatech được xây dựng theo mô hình bệnh viện quốc tế với đầy đủ các chuyên khoa, phòng khám riêng biệt, tạo sự riêng tư cho người bệnh. Với đầy đủ các chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, gan mật, tiêu hóa, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Tất cả đều được Medlatech đầu tư đồng bộ nhằm phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của khách hàng. Giúp khách hàng luôn có cảm giác thoải mái, an tâm khi đến khám bệnh. Bệnh viện Đa khoa Medlatech còn không ngừng hoàn thiện và nỗ lực trở thành bệnh viện ngoài công lập hàng đầu trên cả nước. Hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn của một bệnh viện quốc tế với cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi cao cấp. Không gian thông thoáng giúp bệnh nhân được điều trị trong một môi trường trong sạch và hiệu quả. Nỗ lực để trở thành một trong những bệnh viện đa khoa hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện, đơn giản hóa quá trình khám chữa bệnh, mang đến cho khách hàng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Và những trải nghiệm thoải mái, dễ chịu nhất, góp phần giảm áp lực về bệnh tật, mang lại hiệu quả khám chữa bệnh cao cho khách hàng. Bởi sức khỏe là tài sản lớn nhất của con người, là nền tảng cho thành công và hạnh phúc. Bệnh viện Đa khoa Medlatech nguyện đồng hành cùng sức khỏe của bạn, tận tâm chăm sóc cho thành công và hạnh phúc của bạn. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.